trái đất cùng muôn vật muôn loài đều do Chúa quản cai. Khắp hoàn cầu cùng hết mọi cư dân đều do Chúa là vua. Nên trái đất người dựng trên biển rộng, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Chúa ngự đến, chính người là đấng vua hiền vĩ. Người uy linh, ngự đến đem phúc an an bình. Treo núi Chúa và sông trong thánh đài, hỏi ai sẽ được đây? Bàn tay trắng ô nhớ lòng thơ giữ sạch trong hồn tránh vương thở lạy bao ngô tường và lẽ thường tranh đường hướng gian ngoan. Chúa ngự đến, chính người là đấng vua hiền vinh. Người uy linh, ngự đến đem phúc an an. Tay Chúa rộng ban với vạn ngàn hồng ân tràn cuộc sống là do Chúa thương công. Dòng dõi đâu hằng tìm thánh nhân người và kiếm tìm Chúa nhà Israel. Chúa ngự đến, chính người là đấng vua hiền. Vân vân nay thiên thần hiện ra báo mộng, này ông Giuse thuộc dòng tộc David hãy nghe, kìa Maria đang mang thai là do thánh linh, tới khi hạ sinh thì đặt tên con là Giêsu. Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân và luôn rộng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một người con trai đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong lòng là do thánh thần mừng vui Giuse bằng lòng nhận nên cha dưỡng nuôi, cùng Maria trong tin yêu dựng xây thánh gia, có nguy vượt qua giờ hiền vinh cha hiền công chính. Nguồn tình thương Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân và luôn rộng ban cho chư dân. Này một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một người con trai
đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nay đâm chồi mầm non nhánh nhỏ, thần khi Đức Chúa ngự trị và ban ơn thánh cho, đầy ơn khôn ngoan, danh uy phong hiểu biết mến tin, tới nơi trần gian để ngài bênh ai nghèo chung tín. Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân, và luôn dòng ban cho chư dân. Nay một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một vị làm thông lãnh ích duyên, từ khi vô biên ngày ban sơ ngài có trước tiên, tới chân đoàn chiên là vì danh uy quyền Thiên Chúa. Nguồn tình thương Chúa vốn dòng cao tuôn trào ra sao muôn ân, và luôn dâng ban cho chư dân. Nay một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một người con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.